anh em ra đấy ngồi đầu gió thì lấy chó đâu ra ngồi mà mình. Các bạn là not me rồi. Not me. Ta đánh nhận ngay mà ta đánh là ta để lại tiếng động luôn chứ ta đéo bao giờ âm thầm là. Đỡ phải đoán ra nó non. Đây này. Cái này có. Đây. Đây này có dùng được không? Cái đấy không. Chưng dụng. Chưng dụng nhá. Mày chưng dụng cái đấy ta sao nhất rồi. Biết no one. Để em chưng dụng con này em về. Con đấy còn cái cánh ở dưới á. Dưới kia. Chào đi. Có thôi à? Anh cầm một triệu chưa? Tiền đâu mà cầm? Mày mua Lego, các đầu tiên là mày lắp được một cánh đúng không? Một cánh trăm tay tuần tiền 200 mua Lego 200 ra mới tao nhận được. Không, không. Thì đi học thằng Hoàng rồi thì mày có túi mày. Anh Hoàng, hôm qua em có mượn anh biết không? Hôm qua em có mượn anh biết không? Tại sao hả? Lên phết. Với bạn trận anh á. Đó, này còn nữa. Đấy, cái tầm này còn lại là 3 1 triệu xong 2 3 thì phải lắp thêm một cái nữa. Bố mày chỉ đưa tiền thôi. Đây đây cả cái đoạn này, cái cả 11 này sẽ chỉ hai cái đấy. Đưa tiền xong không đóng thì đi mua thôi. Hai cái tay rồng. Tai rồng. Ừ, tai rồng mà, tai con rồng mà. Hai cái tai rồng. Không. Đấy đúng rồi, hai cái đấy. Cứ để đây, cứ để cái thừa đây, cái này thừa đây thì nó vào. Nhưng mà đúng đúng là đấy. Khả mày lắp thì mà trẻ con nó thích. Thế nhưng mà ra kia có lắp không? Ừ, mở cái này lắp cái này bao giờ xong? Không phải lâu xong. Gì á? Anh làm cái khu này, anh làm khu này nha. Cái nào? Đó, không biết. Đến điên. Chỉ xong bây giờ mà. Hai thằng lắp. Chơi luôn, lắp cái này, lắp cái này đã. Dưới đây có cái trò mà tháo Lego ra toàn lấy răng cắn. Cái này mà mẹ em đi quét nhà xong tặng cho mẹ chân đi. Đau cực. Nhiên hôm qua em làm cho cái ảnh bìa đây. Dậy 1,5 triệu à? 1 triệu đúng không? Bạn Lan chờ dưới rồi. Mai hai anh em nó học nhá. Chào nhắc đúng không? Đúng không? Ừ. Ê, cái này chính là việc đi ra ngoài khu 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 À, cũng gọi bán lại. Cầm tiền mai hai anh em đúng không? Nghe. Cô dám nhắc mấy hôm rồi đúng không? Dạ, chú chú nhá. Ừ, cô dám nhắc, cô đi ra, cô ở đây. Bây giờ mày đi. Dạ. Yeah. Ủa, đây. Bố vừa mới bán lan xong. Để chờ tôi em còn cầm tiền đóng học cho hai anh em nhá. Cô dám nhắc mấy hôm nay rồi đấy. Dạ, ba. Đấy nhá. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhờ được chị Yến chăm giữ nhá. Tuấn gọi, con đi chim ơi. Ra cái điện thoại hả? Xuống đưa chị Yến. Mời phía trước nó nhà hai ba chị á. Lạ ngay con một triệu. Hát đi chim. Đi ra đi. Phong Phong. Phong nói lại ngồi đây rồi đây. Nào thả yêu cầm đấy này. Đúng ra anh đã kịp đi học cái đâu mà đóng cửa học. Thôi đúng không? Giang dòng à? Giang dòng. Đúng giang dòng luôn. Giang dòng. Thì bố em hôm nay đi đâu rồi? Đây ngồi đây. Về để cạnh ba cái cúp là được á. Ô chị sưu tập nhiều con này để phép trên một bộ để phép là. Tại không? Ba cái cúp là được ạ. Cúp là gì nhỉ? NANI? OMAE WA MOU SHINDE IRU. Vun nền, vun nền đi. Mở cửa ra là phụ bố thôi nhé, xong rồi ra ngoài thì vào đến phần bố sau nhé. Tại kia cửa. À thì em cứ ngoài khác rồi. Mày gọi em là mà em ngồi lên cái gì? 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 Cái Thảo ngơ ngơ nó không biết cái gì hả? Thằng Hiếu thì nó biết rồi hả? Mà, cho đèn này cái không thì chấm được. Chấm được chấm đi. Điện thoại anh không hả? Không có, không về luôn nha. Hình dung anh trong dưới cái này. Cái này qua bên trên kia ấy rồi. Nhận được một nguyên hộp này à? Có nói thật không?
hay để tôi đuổi cho mày ra khỏi nhà. Ăn chơi không thể chấp nhận được, chú ấy chán không bao giờ tha thứ được. Đại khái là anh sau này anh có lên rồi. Anh nói có thể thoải mái giống kiểu Bảo Long ở nhận được ai quá. Tự do thoải mái đi. Nhận được bố ơi. Nhận được ấy. Nhận được á? Mày đừng có hổ to như thế này cho chúng mày nhận. Mày lại nói dối à? Đúng không? Tao đuổi mày ra khỏi nhà luôn nhá. Bố bố ơi, con là thế thôi. Cầm giang rồng về.